Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người trở lại với cái series thứ 19 của mình. Với cái series thứ 19 này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về thế cờ trước. Mình sẽ sơ lược qua về nó rồi sau đó sẽ đi vào một ví dụ cụ thể bằng cách là đánh với các cao thủ trên Facebook các bạn nhá. Thì hy vọng là mọi người sẽ theo dõi từ đầu đến cuối clip của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn về cái thế cờ khoảng cách một ô. Đây, mình sẽ là quân X nhá. Mình sẽ là quân X. Và trong cái phạm vi một ô thì có những cái thế cờ nào mình sẽ chỉ cho các bạn này. Thì như cái series thứ 18 ấy là mình có chỉ cho các bạn, đây là một thế cờ đúng không? Đây là nước dọc trong cái phạm vi một ô. Đây các bạn tưởng tượng nhá. Ô thì chết rồi. Đó. Thì các bạn từ cái nước thứ hai của X này này, các bạn xoay vòng tròn cái bán kính là một ô thì nó chính là những cái thế cờ trong cái khoảng cách một ô các bạn nhá. Đấy, đây là một thế cờ này, hai này, thế này thì nó trùng với nãy đúng không, nó trùng mà nó chỉ là nó thay đổi hình thức thôi, nó giống hệt nhau. Đây là cái thứ ba này, được chưa? Đây là cái thứ tư này, đó, cái này thì không đánh được bởi vì trùng đúng không. Đây là cái thứ năm, cái này thì lại trùng với cái này đúng nhờ. Đó, vậy tất cả là có một cái này, hai cái này, ba cái này và bốn cái, tổng cộng là có bốn thế cờ các bạn nhé. Tổng cộng là có bốn thế cờ trong cái phạm vi một ô, trong với cái phạm vi một ô được chưa. Thì hôm series trước mình đã hướng dẫn thế cờ này rồi và mình cũng nói chung cũng chỉ qua qua thôi, còn hôm nay mình sẽ đi vào cái thế cờ này. Có lẽ đây là cái thế cờ mình nghĩ rất nhiều người thường xuyên bị gặp phải, người ta đánh và cũng không biết đỡ như thế nào, và trong trường hợp các bạn được đi trước thì các bạn sẽ công nó như thế nào. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ đi với cái thế này nhá. Thì trước tiên để mà các bạn có thể biết được nó cần phải đánh như thế nào, ở đây mình sẽ là người đi trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình là người được đi công, còn đến lúc mà cách đỡ thì mình sẽ lại chỉ sau, mình sẽ chỉ là người đi công đã nhá. Thì về cờ caro ấy nó có hai trường phái, các bạn phải hiểu rõ cho mình này. Cờ caro nó có hai trường phái, đó là một trường phái đi tấn công ồ ạt, tức là các bạn đi chỉ ăn và đi mở nước tấn công giết chết đối phương người ta thôi, có nghĩa là tấn công toàn diện luôn, không có cái gì gọi là mang tính phòng thủ cả, hay còn gọi các bạn gọi là mang tính đối công ấy. Đó, đấy là một trường phái. Và trường phái thứ hai đó là trường phái mang tính phòng thủ phản công. Đấy, nó giống như bóng đá ấy, các bạn tưởng tượng như bóng đá ấy. Thì một lối đá tấn công toàn diện và một lối đá tấn công phòng thủ phản công đúng không? Đấy, thì mình có hai hình thức. Thì mình sẽ chỉ ra từng cái trường phái một trong cái ví dụ. Được chưa? Ví dụ như cái này này, mình giả sử một cái trường hợp, giả sử người ta đỡ vào đây nhá. Đây là một cái trường hợp mà người ta cũng rất hay đỡ đúng không? Thì mình ví dụ mình công như thế này đây. Đây được gọi là đi tấn công ồ ạt, được chưa? Tức là mình đi mở nước và tấn công. Đó, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy là hình thức tấn công ồ ạt đúng không? Vậy hình thức thứ hai nó là như thế nào? Hình thức thứ hai tức là phòng thủ phản công. Thì nó đã nói lên cái điều chứng tỏ là các bạn đi phòng thủ đúng không? Ngay cái từ câu ngữ của nó đã nói lên là việc các bạn phải đi thủ và sau đó là phản công. Tức là bạn phải đi chặn người ta. Đi chặn người ta không nhất thiết là cứ phải đi chặn đứt như thế này nhá, mà là các bạn đi hạn chế cái phạm vi mở nước hoặc là tạo ra nước ràng buộc khiến cho đối phương không thể nào công được. Mình sẽ cho đối phương đi công nhưng mà trong cái phạm vi mà mình có thể kiểm soát được. Đấy, ví dụ như người ta giả sử là công như thế này đi. Đấy, mình chặn như thế này, cho người ta công một lúc sau người ta sẽ sơ hở và mình tận dụng cái sơ hở đó để kết liễu đối phương, được chưa? Đấy là hình thức các bạn nhá. Đó, thì mình sẽ đi vào ví dụ cụ thể này. Bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ cụ thể bằng cách đánh với các cao thủ trên Facebook. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ bằng cách là đánh với các cao thủ trên Facebook các bạn nhé. Thì hôm trước ở cái series 18 ấy mình lại thắc mắc tại sao lại toàn đánh với những người thành tích cao như vậy. Bây giờ mình đã biết được lý do tại sao. Thực ra tại lâu mình cũng không vào nên mình cũng không để ý lắm. Thì thực ra là bạn ấn vào cái phần này và nó có cái phần tìm đối thủ cùng trình độ. Chắc hôm đó là mình nó tích sẵn cái này, thế đâm ra mình toàn đánh với những người cùng trình độ. Nếu bây giờ bạn nào mà không muốn đánh với người cùng trình với mình ấy, thì có thể là ấn dấu X. Thì
thì nó sẽ random, có thể là gặp người đánh tốt hơn, cũng có thể gặp người đánh cực yếu. Nhưng với mình khi hướng dẫn với các bạn, mình sẽ luôn luôn đánh với cái những người cùng trình độ nhá. Thì như vậy mình mới nó mới toát lên được nhiều thứ, mình mới có thể giải thích được cho các bạn dễ. Ôm mạng của mình không được ổn định cho lắm các bạn ơi, mình sẽ kiểm tra lại. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái thế này nhá, cho các bạn xem thành tích người này này. Bác Ben này đánh 6.000 ván và thắng 3.700, thành tích tương đối tốt. Và cái ván này mình là người được đi trước đúng không? Mình rất là may, mình sẽ được ví dụ luôn. Đây, mình sẽ đánh vào con này. Và như cái thế cờ lúc nãy là nước chéo đúng không? Đây, mình sẽ đánh nước chéo để xem bác ấy sẽ đánh vào đâu. Rồi, đây là một cái nước rất quen thuộc. Đây là một nước rất quen thuộc. Thì có người đánh như thế này, có người đánh như thế này, cũng có người đánh như thế này. Thì mình sẽ chỉ ra từng trường hợp, mình sẽ công cho từng trường hợp các bạn nhá, từng ví dụ. Có lẽ là cái thế cờ này mình sẽ phải đi vài clip, bởi vì nó có rất nhiều biến thể như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái biến thể này, được chưa? Mình sẽ đánh một cái thế mà có lẽ là người các bạn rất quen thuộc rồi đúng không? Rất quen mặt cái thế này rồi. Thì bây giờ các bạn cần phải làm gì trong cái tình huống như thế này? Thì thực ra nếu mà mở như thế này nó đã là không tốt rồi. Các bạn phải nhớ mở như thế này là không tốt. Các bạn tuyệt nhiên không được kéo cái đường này ra. Khi mà kéo đường này ra ấy, đối phương chặn ra cái đầu này là các bạn bí cờ hoàn toàn luôn, được chưa? Vậy thì bây giờ các bạn phải làm gì? Vậy thì các bạn phải đi chặn người ta nhá. Coi như các bạn đã đánh sai rồi đấy, các bạn đã công sai rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề là các bạn đánh sai thì các bạn sửa chữa được sai lầm cơ, nó mới là quan trọng. Đâm ra bây giờ cái thế công của các bạn đã bị mất đi rồi đúng không? Bây giờ các bạn phải đi chặn lại người ta, được chưa? Phải đi chặn lại, chặn lại, sau đó chờ sơ hở của đối phương và bắt đầu đi công, được chưa nhỉ? Căn bản là ngay nước thứ ba là đã sai rồi. Đây là mình đang muốn hướng dẫn cho các bạn thôi, chứ không bao giờ mình đánh những cái nước như vậy đâu. Không bao giờ mình sẽ đánh những cái nước mà nó rất là tù như vậy. Mình sẽ để bác ấy công rất là thoải mái, chỉ một lúc thôi là bác ấy tự lăn và chết, và mình sẽ giành chiến thắng thôi. Nếu mà đối thủ thực sự không phải là quá mạnh thì mình cũng không hề ngán. Rồi bác ấy đang đi mở nước, nói chung là cũng khá là nhẹ nhàng đấy, đánh cũng khá kỹ so với cái độ tuổi của bác ấy. Bác này già rồi, mình nhìn avatar, các bạn thể nhìn avatar này, tuổi bác hoặc tuổi ông cũng lên đấy chứ. Cái mạng của mình có vẻ không được ổn định các bạn ơi, đánh nó cứ thỉnh thoảng bị mất dấu. Để xem bác ấy sẽ làm gì. Mình đang có cái nước đôi, chắc chắn bác ấy sẽ chặn thôi, và mình tin là bác ấy sẽ chặn vào đây rồi. Và khi như thế này thì các bạn phải làm gì? Các bạn phân tích tình huống này, người ta đang không có nước gì đúng không? Người ta đang không có cái nước gì để mở nước cả, ngoài cái đường chéo này ra. Thì giờ lập tức mình chặn nó đi. Chặn đường này để làm gì? Mình không cho người ta công là thứ nhất. Thứ hai, mình tạo ra nước, mình tạo ra nước ép cho đối phương phải đi chặn. Và sau đó chính là cái lợi thế các bạn được quyền đi công, được chưa? Bây giờ cái phạm vi mở nước của các bạn nó có những cái mắt xích, nó đủ những cái mắt xích để các bạn đi công rồi, đi mở nước rồi. Rồi bác ấy đang bảo nhanh, nhưng mà thực ra mình đánh rất là nhanh đấy. Chẳng qua thứ nhất là mình muốn giải thích tỉ mỉ cho các bạn là tại sao phải đánh vào đó và nên đánh như thế nào, và cũng do cái mạng của mình nữa, được chưa? Bây giờ thì các bạn cần phải làm gì? Bây giờ mình sẽ mở nước này. Đấy. Còn cái vấn đề mở nước tốt hay không tốt thì thực sự là các bạn phải đánh nhiều, phải đánh nhiều, sau đó các bạn mới rút ra được kinh nghiệm. Chứ còn mình không thể nào mà giải thích được là phải mở nước như thế nào cho nó hay, mở nước như thế nào tốt, thì mình không thể nào mà nói được. Cái này nó bắt buộc các bạn phải tự đánh nhiều, sau đó là có cái sự trải nghiệm, có cái sự rút kinh nghiệm, được không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm gì đây? Đương nhiên là mình sẽ kéo đường này ra, mình phá đây, cho bác ấy chặn ra ngoài thoải mái luôn. Mình cũng chưa cần phải thắng luôn, mình đánh rất từ từ thôi, mình sẽ win một cách từ từ, được chưa? Bởi vì thực ra mình đã đánh sai ngay từ con thứ ba mà, như lúc nãy mình nói ạ, mình đánh sai ngay từ con thứ ba cơ. Bây giờ mình sẽ đánh vào
mình sẽ đánh vào con này nhỉ. Rồi, đánh vào con này đi. Ok. Đó, mình chắc chắn trong tình huống này mình chưa win được đâu các bạn nhá. Chưa thể win được. Nhưng mình sẽ từ từ mình sẽ win. Mình sẽ đánh từ từ mình win, mình không win một cách vội vàng đâu. Rồi, bạn ấy đánh khá chắc đấy. Chung là cũng khá chắc cốp. Mà dường như mình sẽ có chiến thắng rồi. Mình nhìn thấy nước thắng rồi, các bạn thấy chưa? Đó. Thực ra thì cái khả năng nhìn cờ của mình thì nó thuần thục rồi, nó cũng hơn mọi người khá nhiều. Đơn giản là chỉ cần hở phát là mình biết luôn là mình đánh đâu là mình sẽ thắng. Mình nhìn thấy nước thắng từ lâu rồi, chẳng qua là mình muốn giải thích cho các bạn thôi. À, đoạn này bị hết giấy. Ok. Hết giấy, ép cho bác ấy phải chặn bên trên. Mình không vội nhá. Mình sẽ bắt bác ấy phải chặn lên trên, sau đó mình xuống quay đây mình công. Coi như cái mặt bên trên thì mình đã hết giấy đi. Hết nước đi, chấp nhận. Bây giờ mình sẽ quay xuống đây mình công này. Giờ quay xuống đây công, ok chưa? Được chưa nhờ? Ok, đánh cũng khá hay đấy, chứ không phải là vớ vẩn đâu. Rồi, nhưng không sao cả. Các bạn yên tâm đi, chỉ một vài nước nữa thôi. Không chịu nổi đâu. Để xem đã, từ từ. Tình huống này các bạn phải cẩn thận. Bởi vì sao lúc này người ta đang có cái nước này này. Nước này nó ràng buộc mình, đâm ra mình chưa thể công được. Rồi, cứ kéo cái này ra đi. Cứ kéo này ra, tính sau. Rồi, cho người ta chặn lên đây. Sau đó mình sẽ đánh vào con này. Rồi, được chưa? Như thế này là mình đã có nước thắng rồi các bạn nhá. Thực ra thì đối với các bạn để mà nhìn ra cái nước này thì nó hơi bị khó, nhưng mà mình nó thành phản xạ rồi. Tức là mình nhìn như thế này chắc chắn mình sẽ có nước thắng luôn, mình biết chắc chắn mình đã thắng rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mình chặn lên đây mình có hai nước 43 này. Một nước 43 vào đây. Bác ấy kéo, bắt buộc bác ấy phải kéo vào con này, mà khi kéo vào này thì mình lại có cái nước này. Mà có cái nước này thì mình tạo ra hai nước 43 cùng một lúc. Đồng nghĩa với việc bác ấy sẽ thua, được chưa? Chẳng qua là thì đấy chính là lý do tại sao mình lại nói với các bạn là các bạn cần phải đánh nhiều thì các bạn mới có rút kinh nghiệm được, mới có cái sự trải nghiệm, biết được nó sẽ đi đến đâu, chứ không phải là một sớm một chiều mà các bạn đánh được như thế này đâu. Giờ đây cho chặn lên trên thoải mái luôn, mình win nước bên dưới, ok chưa nhở? Tỷ số là 1-0 các bạn nhá. Nói chung là bát này đánh cũng khá được đấy, đánh chắc đấy, thuộc dạng chắc cờ, thuộc dạng chắc thôi, chứ còn hay thì cũng thuộc dạng bình thường. Rồi, để xem bà ấy làm gì nào. Ván tiếp theo bà ấy sẽ là người được đi trước, và các bạn hãy nhìn mình đỡ nhá. Ở cái khoản đỡ thì mình sẽ nói riêng sau. Còn ở clip này mình trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn về cách đi công đã. Nguyên cái thế chéo này có lẽ là phải đến mình có thể làm ra 10 clip nguyên về những cái biến thể của nó rất là nhiều. Chưa vậy có đánh nữa không? Có vẻ như là không đánh nữa rồi. Ok, không đánh nữa mình sẽ tìm người khác. Và mình sẽ cố gắng trong cái thế cờ này mình sẽ đưa ra một vài ví dụ. Người thứ hai bạn này tên là Khiên. Thành tích đánh 14.000 ván và thắng 10.000, gần 11.000 ván, rất ghê. Hôm nay bạn ấy được đi trước và đây là cái thế mã xuôi, thế này rất khó đỡ các bạn nhá. Thực ra thế này nếu mà người nào đánh chuẩn mình cũng không thể đỡ được, bởi vì cái luật này vốn dĩ nó là đã không thể đỡ được rồi. Mình sẽ thử tìm cách để xem bạn ấy sẽ đánh mình như thế nào. Mình sẽ chờ xem bạn ấy thể hiện thế nào đã. Nếu như đánh như thế này thì mình tin rằng mình sẽ đỡ được nha. Nếu đánh như thế này mình sẽ tin là mình sẽ đỡ được. Từ từ, tình huống này căng đấy. Tình huống này khá căng các bạn ạ. Được xem nào. Phải suy nghĩ. Rồi. Nói chung tình huống này là tình huống mang tính trình độ đấy. Trình độ cao đấy các bạn ạ. Không được, không được. Nguy hiểm nhá.
đánh hay, bạn này đánh hay, công rất hay. Nhưng mà cứ từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Chà chà, phải nói bạn này đánh rất tốt. Nhưng mà không sao đâu các bạn ơi. Hiện tại thì bạn ấy chưa thể nào công được mình đâu. Chắc chắn là kéo rồi. Làm gì tiếp nào? Bắt buộc phải kéo cái đường 3 này ra. Và khi kéo đường 3 này ra, mình sẽ lập tức chặn lên trên. Đồng nghĩa với việc sẽ hết nước các bạn nhé. Sẽ hết nước thôi. Nói chung bạn này công rất hay, mình xịt thua đấy. Thực ra cái luật này nếu mà đánh chuẩn thì mình cũng không có cơ hội để đỡ đâu. Thực sự là như vậy. Mình đã nói với các bạn rất nhiều lần rồi, là riêng với cái luật này, người đi trước chắc chắn thắng. Nếu đánh đúng cách, đánh đúng thứ tự thì mình không có cửa bật luôn. Nhưng không sao, các bạn bạn ấy đánh như này là bạn ấy thua rồi. Mình có 4-3 này, ràng buộc người ta rồi. Đồng thời có nước 3-3. Đây là dấu chấm hết cho cái ván này của bạn ấy. Phải nói bạn này đánh hay. Một bạn đánh rất căng đấy. Bạn ấy đi trước và tận dụng cái lợi thế này, khiến cho mình phải nói là tập trung hết cỡ mới đỡ được cái pha vừa rồi. Rồi, số sẽ là 1-0 thôi. Bạn ấy sẽ không thể nào mà chống được trong cái điều này đâu. Hết cửa đỡ rồi. Và đây, tỷ số là 1-0. Ván tiếp theo mình sẽ là người được đi trước và mình sẽ tiếp tục đánh cái thế chéo kia, nhưng mình sẽ đánh cái biến thể khác các bạn nhé. Lúc nãy mình đánh một cái biến thể khác, nhưng bây giờ mình sẽ đánh một cái khác nữa. Mình sẽ đa dạng cho mọi người để mọi người có thể phát triển được cái tư duy. Câu thời gian ư? Ngoài đi. Những cái bạn đánh câu thời gian này thì mình nói chung cũng không thèm mấy cho lắm, thoải mái, không quan trọng. Tiếp nào, có dám đánh tiếp không? Không dám đánh tiếp các bạn ơi. Đánh 14.000 ván và thắng 11.000 ván. Rất ghê đúng không? Rồi, vậy mình sẽ tìm tiếp một đối thủ tiếp theo, để xem mình có được đi trước hay không. Tìm một đối thủ cùng trình độ. Rồi, bạn này tên là Kha này. Đánh 368 ván và thắng 216 ván. Rất ghê, và mình lại đi sau. Mình không được quyền đi trước các bạn ơi. Muốn ví dụ cho các bạn mà không được. Rồi, được chưa? Đây cũng là thế cờ khoảng cách MO nhá. Và mình sẽ đỡ như thế này. Đây là một cái cách đỡ mà mình rất hay dùng. Như lúc nãy mình có nói. À không phải, để mà đỡ được ấy, thì các bạn cần phải đảm bảo được hai điều kiện. Nếu bạn nào xem kênh của mình nhiều rồi thì chắc chắn sẽ biết hai cái điều kiện đó. Thứ nhất, đó là các bạn phải đảm bảo được cái điều kiện là hạn chế được cái phạm vi mở nước. Thứ hai, đó là các bạn phải tạo ra được cái nước ràng buộc, khiến cho đối phương không thể nào mà thoải mái đi tấn công được. Được chưa? Thì ít nhất các bạn phải làm được một trong hai cái điều đó thì khẳng định là các bạn sẽ đỡ được cờ. Nhưng nếu các bạn không đảm bảo được cả hai điều kiện thì đồng nghĩa với việc các bạn sẽ nắm thất bại. Chắc chắn sẽ nắm thất bại luôn. Ít nhất phải làm được một trong hai nhá. Với trong cái ván này thì mình, các bạn có thể biết được mình đang đảm bảo cái điều kiện nào không? Ván này mình đang chính là hạn chế phạm vi mở nước. Bởi vì sao? Bởi mình đâu có tạo ra được cái nước gì. Mình chỉ là đang đi chặn người ta và khiến cho người ta khó tấn công hơn, được chưa? Mình không hề có nước gì cả. Nhưng một chỉ cần khoảng 5 đến 6 nước nữa thôi mình sẽ chiến thắng. Bởi vì sao? Người ta không có nước để công nữa rồi. Trong khi mình có rất nhiều nước để mở. Đây, mặt nào mình có thể mở thì bạn ấy đồng nghĩa việc sẽ thua thôi. Được chưa? Chắc chắn là sẽ thua. Mình chỉ cần đánh linh tinh thôi là người ta cũng chết rồi. Được chưa nhờ? Chắc chắn tỷ số sẽ là 1-0 này cho mình. Bạn ấy thành tích thắng 300 và... À đánh 300 và thắng... Thắng hơn 200. Rồi, làm gì nào? Chặn vào đây là điều hiển nhiên rồi. Để coi. Rồi, có nhiều cách thắng lắm các bạn ơi. Rất nhiều cách thắng nên là mình đánh kiểu gì cũng được. Quá nhiều cách thắng luôn. Cần để ý chỗ này này. Người ta có 4-3 này. Xít nữa thì sai lầm đấy. Mình đánh hơi lỗi pha này, nhưng mà không sao các bạn nhá.
hơi lỗi, phải nói hơi lỗi, không vấn đề gì cả. Hỏng thì làm lại, các bạn luôn luôn phải ghi nhớ cái điều đấy, hỏng thì làm lại, không nên bị tâm lý. Đây này, đấy, người ta chưa chi cái sai lầm thì mình còn chưa làm gì cả, sai lầm còn được thắng luôn. Ok chưa? Các bạn muốn đạt đến trình độ cao thì các bạn phải đảm bảo được rất nhiều yếu tố. Cái trình độ là cái điều bắt buộc rồi, không nói. Nhưng mà còn rất nhiều yếu tố khác nữa cơ. Mình chỉ cần kể ra ví dụ này. Yếu tố đó là thể lực. Các bạn phải có một thể lực tốt thì nó sẽ chơi lâu dài được. Thứ hai đó là các bạn phải có một cái tâm lý vững. Tâm lý vững tức là sao? Gặp một đối thủ mạnh các bạn không ngán. Các bạn mà gặp đối thủ mạnh mà chưa đánh đã run rồi thì tự nhiên các bạn thua thôi. Chưa đánh đã bị thua rồi thì nó không đúng cái khả năng của mọi người, được chưa? Cho nên các bạn cần phải vững tâm lý nhá. Rồi lại đánh người này thì nói chung là mình cứ đánh được một ván thì không được đánh tiếp này, rất là chán, không có cơ hội được đi trước. Rồi mình sẽ đánh nốt một ván với người này. Bạn này thử tên Trung Quốc này, đánh 138 ván và thắng 101. Bạn này cao thủ, rất may ván này mình được đi trước các bạn nhá. Thì ván này đi trước mình sẽ đánh cái thế này, được chưa? Sau đó mình sẽ đánh một cái biến thể khác lúc nãy để xem người ta đỡ như thế nào đã, để xem người ta đỡ như thế nào. Tùy vào cách đỡ của người ta mà mình sẽ công như thế nào nhá. Đây, người ta đỡ như thế này thì phải công khác, mình sẽ phải tìm cách công kiểu khác các bạn nhá. Rất hay đấy ạ, như thế này sẽ làm khó được mình này. Bây giờ sẽ phải làm sao? Mình sẽ không đi công các bạn nhé, mình sẽ đi chặn. Đây là cách đánh của mình, có hai trường phái đánh như lúc nãy mình nói. Trường phái thứ nhất là phòng thủ phản công, trường phái thứ hai là tấn công ồ ạt. Trong trường hợp này mình đi phòng thủ, bởi vì mình biết bạn này là cao thủ rồi, thực sự đánh nước cờ sắc đấy. Mình cảm thấy có cái sức nặng đến từ cờ của bạn này. Mình thấy có sức nặng ở đây. Xem nào. Thường mình sẽ lựa chọn cái lối đánh phòng thủ phản công, ít khi mình đánh tấn công ồ ạt các bạn nhé. Tấn công ồ ạt thì thường các bạn phải dùng thế cờ để đánh. Đó rồi, bạn này đánh hay. Cao thủ các bạn ơi, thực sự là này gặp cao thủ sưng sỏ luôn đấy. Sừng sỏ luôn để xem người ta sẽ làm gì nào. Ván này có lẽ là nó sẽ gồm rất nhiều yếu tố mà mình không thể nào mà giải thích được cho tất cả các bạn. Những bạn nào yếu chắc chắn xem rất là khó hiểu. Rồi người ta công, mình cố tình để cho người ta công đấy ạ. Vấn đề là sẽ phải công kiểu gì nữa cơ. Công không dễ đâu nha. Công không hề dễ trong tình huống này. Rồi, đây là những cái tình huống phải nói là thuộc dạng nâng cao rồi. Nó thể hiện cái tính nâng cao này, cho nên là mình sẽ tập trung để win cái bạn này đã. Rồi các bạn hãy xem lại cái clip của mình, nghiên cứu để các bạn có thể xem cách đánh của mình và đặt ra những cái câu hỏi là tại sao mình lại đánh vào đó, tại sao mình lại không đi công trong tình huống này, được chưa? Nó cần phải như thế nào, tại sao mình lại đánh như vậy. Đấy, được chưa nhở? Bạn này đánh rất hay luôn đấy. Mình đang gặp khó khăn đây trong việc đi mở nước. Thực sự đang gặp khó khăn trong việc đi mở nước. Suy nghĩ trong tình huống này đã, mình phải suy nghĩ kỹ, không là chết như thường. Còn 16 giây cho mình thôi. Khi các bạn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì hãy đánh chắc ăn. Không công được thì đi chặn. Khi các bạn nhớ kỹ nhá. Khi các bạn chưa tìm ra được cái giải pháp đi công thì cứ từ từ thôi, không vội vàng. Rồi, đây là một cách này, mình sẽ phá nó từ từ này. Mình sẽ đánh rất từ từ luôn. Bạn này không biết có phải là người nước ngoài không, nhưng mà mình khẳng định là bạn này đánh rất ghê đấy. Đánh rất ghê đấy. Mình đang phải gồng hết sức để có thể đánh với bạn này. Đánh với bạn này mình phải thể hiện hết khả năng đấy thì mới win được. Không thể đánh dễ dàng như mấy người kia đâu. Hy vọng là các bạn sẽ hãy xem kỹ cái ván đấu này.
Nếu các bạn hiểu được tại sao mình đánh như thế này thì lúc đó nó sẽ chứng minh được là các bạn đang tiến bộ, được chưa? Còn nếu các bạn vẫn chưa hiểu thì điều đó chứng tỏ là các bạn vẫn chưa tiến bộ được nhá. Mình chặn con này, sau đó mình sẽ quay lên đây mình nghỉ công, được chưa? Bởi vì sao? Mình nhìn thấy người ta không có đường win rồi, người ta hết nước rồi, cho nên là không sợ nhá. Người ta hết nước rồi, người ta đánh vào đây mình chặn vào trong, đánh cách ra, và có chỗ này cũng không win được, yên tâm. Mình nhìn cả rồi, không thể win được. Và bây giờ mình sẽ có lợi thế đi tấn công. Hay chưa? Các bạn thấy chưa? Người ta đỡ này, người ta tạo ra nước ràng buộc này, thấy chưa? Người ta đảm bảo được một nguyên tắc này, tạo nước ràng buộc, nhưng mà không hề dễ đâu nha. Tạo ra nước ràng buộc một chuyện, nhưng mình còn đi chặn nữa cơ. Rồi, đâu có dễ như vậy. Mình có nước 43 này. Sau khi tạo ra nước 43 mà mình sẽ có lợi thế đi công, đó chính là cái vấn đề, là cái mấu chốt. Hay. Rồi, tiếp tục nào. Nếu đây là cao thủ từ nước ngoài thì bạn này đánh rất ổn luôn. Mình sẽ đánh vài ván với bạn này, ok chưa? Cũng phải nói là lâu lắm rồi đấy, mình cái clip series thứ 18 chỉ là một nhánh nhỏ của mình thôi. Đánh với bạn rất tầm thường thôi. Thành tích thì cao, năng lực rất bình thường, nhưng người này mới là cao thủ này. Bật cho các bạn xem này, đánh 138 và thắng 101. Rất kinh khủng đấy. Tỷ số là 1-0 rồi các bạn nhá. Rồi. Ván thứ hai bạn ấy sẽ được đi trước, và mình tin là mình sẽ gặp khó khăn rất nhiều đấy. Bởi vì luật này đi trước chắc chắn thắng, mình nói rồi nhá. Cho nên là ván thứ hai mình cũng không dám chắc là mình có thể đỡ được đâu. Người ta đánh đúng thứ tự, đánh đúng trình tự, mình không có cửa bật luôn. Rồi. Nhanh nào bạn ơi. Mình sẽ đến với ván thứ hai. Ván thứ hai bạn sẽ được đi trước. Tiếp nào. Có đánh không? Nếu không đánh mình sẽ xin dừng clip tại đây các bạn nhé. Nếu không đánh, à đánh rồi, ok. Ván thứ hai bạn ấy sẽ là người được đi trước, và mình sẽ đỡ để xem người ta sẽ khai triển bằng cái nước nào. Ồ, người ta đánh cái nước này thì hỏng rồi. Hỏng rồi các bạn ơi. Đây là một trong những cái nước mà không có cửa bật nếu người ta sử dụng phần mềm các bạn nhé. Cái luật này nó có phần mềm của Caro, nó có phần mềm, đâm ra nếu người ta sử dụng thì mình không thể đỡ được luôn. Rồi, nhưng mà đánh như thế này thì mình có cơ hội đỡ rồi. Điều này chứng tỏ thực sự là bạn ấy chơi cờ chứ không phải sử dụng phần mềm các bạn nhé. Người nào sử dụng phần mềm đánh một vài nước biết ngay, nhìn biết ngay. Mình gặp rất nhiều người sử dụng phần mềm rồi. Và mình tự tin là ván này mình sẽ là người giành chiến thắng, bởi vì người ta đánh cái nước nó quá dễ đỡ so với cái khả năng của mình. Thực ra cái nước đó không dễ đỡ, nhưng người ta khai triển nó thành đâm ra cho mình dễ đỡ, được chưa? Và xong cái ván đấu này mình sẽ xin dừng clip tại đây nhá. Để hẹn các bạn vào cái series thứ 20. Mình sẽ vẫn hướng dẫn cái thế cờ này. Cái thế cờ này có lẽ mình sẽ đi phải vài series nhá. Bởi vì thế cờ này nó rất sâu và rất rộng, có rất nhiều cách đánh và rất nhiều cách khai triển. Và nó cũng là một trong cái thế cờ mà các bạn thường xuyên phải gặp, đúng không? Các bạn rất hay yếu khi phải gặp những cái thế cờ nó mạnh như vậy. Các bạn không biết phải xoay sở kiểu gì, đúng không? Thì bây giờ các bạn hãy nhìn cách đánh của mình và từ đó nhìn ra. Rồi, tỷ số là 2-0 và mình sẽ xin dừng clip tại đây. Hẹn các bạn vào series thứ 20, để series 19 đúng không nhỉ? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại nhau.